Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng ngày 23 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị, tháng 3, tháng có nhiều hoạt động ý nghĩa về người phụ nữ, về hạnh phúc và những giá trị đẹp trong cuộc sống. Và từ nhiều năm vừa qua, lãnh đạo và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn áo dài là một trong những chủ đề cho các hoạt động văn hóa của thành phố. Qua đây, tà áo dài cũng đã góp thêm sắc màu và nét duyên vào những hoạt động văn hóa của dân tộc. Câu chuyện về chiếc áo dài được chia sẻ ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin hoạt động công đoàn thành phố trong chuyên mục Theo dòng sự kiện. Thưa quý vị, tuần qua các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội nghị và hoạt động cho công nhân viên chức và người lao động, chú trọng công tác chăm lo cho nữ công nhân lao động, phúc lợi đoàn viên và các hoạt động bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Sáng ngày 18 tháng 3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ tiền lương, định mức lao động cho hơn 100 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ công đoàn thuộc các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên. Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3. Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ công đoàn được Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực Trường Lao động Xã hội cơ sở 2 cập nhật trang bị kiến thức mới về công tác định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp như xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống định mức, định biên lao động, xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống bảng lương, thiết kế và vận dụng hiệu quả hệ thống trả lương. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm cần thiết và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong tham gia thương lượng, xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của các bên trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và sự phát triển của doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động quận 1 đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động năm 2020 vào chiều ngày 15 tháng 3. Theo đó, trong năm 2020, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà tại quận 1 đã tạo điều kiện cho 31.700 nữ công nhân viên chức lao động được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức. Có 3.450 nữ công nhân viên chức lao động được nâng lương, nâng bậc sau khi tham gia hội thi tay nghề cấp cơ sở. 34.915 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận 1 đã khen thưởng cho 98 tập thể và 249 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2020. Cũng trong dịp này, hơn 200 đại biểu tham gia hội nghị cũng được bà Lê Thị Thanh Nhã, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới thành phố, phổ biến chuyên đề về nâng cao vị thế phụ nữ trong xu thế hội nhập và phát triển. Thông qua cái chuyên đề này thì Liên đoàn Lao động cũng mong muốn gửi gắm tới toàn thể công nhân viên chức lao động nữ hãy tự tin vào cái bản thân, cái vị thế của mình, đóng góp cho gia đình, xã hội cũng như là đơn vị mình công tác. Thưa quý vị, tháng 3 hàng năm cũng là thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm trước đó. Năm nay, hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 là ngày 31 tháng 3 năm 2021 và đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế là 30 tháng 4, thêm một tháng so với quy định trước đó. Để làm thủ tục khai báo và hoàn thuế, người lao động có thể ủy quyền hoặc là lập hồ sơ hoàn thuế qua các cổng thông tin điện tử và đến trực tiếp cơ quan thuế. Tuy nhiên thì việc tính thuế và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn còn nhiều vấn đề mà người lao động cần phải nắm rõ, như mức thu nhập bao nhiêu thì phải đóng thuế, thuế sẽ bị trừ trên những khoản thu nhập nào và thủ tục hoàn thuế ra sao. Và để cập nhật thông tin, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần trao đổi của truyền hình Công nhân Công đoàn với chuyên gia kiểm toán Vũ Khánh Duy. Dạ thưa anh, thì anh có thể nào chia sẻ là cái thuế thu nhập cá nhân á, hiện nay thì áp dụng đối với những cái đối tượng như thế nào, cũng như là trong trường hợp nào thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân ạ? Hiện tại theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta xét đến hai dạng cá nhân, đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam và cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Đối với các cá nhân cư trú tại Việt Nam thì chúng ta xét đến các khoản thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam và các khoản thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Còn riêng đối với các cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì chỉ xét đến các khoản thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay thì được chia ra là hai loại thu nhập chính. Trong đó loại thứ nhất đó là bao gồm là tiền lương và tiền công và tiền từ thu nhập kinh doanh.
Cái dạng thứ hai đó là các khoản thu nhập không thường xuyên, như có thể là đầu tư vốn, có thể là mua bán cổ phiếu, có thể là chuyển nhượng vốn, cũng có thể là cho vay. Thì đó là những cái khoản thu nhập không thường xuyên. Dạ. Vậy thì cái thuế suất mà thuế thu nhập cá nhân hiện nay là ra sao ạ? Cũng như là cái mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng là 10% thì cho tất cả các khoản thu nhập, hay là có phân biệt gì hay không ạ? Hiện nay đối với các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương thì chúng ta sử dụng là biểu lũy tiến. Biểu lũy tiến thì được tính là mức từ 5% đến 35%. Và một số khoản thu nhập khác thì được tính theo mức cố định, có thể là 0,1%, cũng có thể là 5% và cũng có thể là 10%. Vì vậy, mức 10% không phải là mức cố định và sẽ tùy vào các khoản thu nhập để xác định cái mức thuế suất. Vậy thưa anh, nếu như mà đã xác định được là cái tổng thu nhập hàng tháng của chúng ta dưới cái mức mà phải đóng thuế thu nhập cá nhân, vậy thì người lao động có được là yêu cầu là đề nghị là không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hay không ạ? Hiện nay theo quy định hướng dẫn tại thông tư 111 về thuế thu nhập cá nhân, chúng ta cần phải xác định nguồn thu nhập của người lao động. Nếu người lao động chỉ có thu nhập tại một nơi thì người lao động được phép xin không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bằng cách sử dụng mẫu cam kết 02 theo thông tư 96. Trường hợp người lao động có thu nhập tại nhiều nơi thì sẽ không được sử dụng mẫu cam kết này. Dạ thưa anh, vậy thì thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Đối với thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta cần phải xác định, nếu cá nhân chỉ có thu nhập tiền lương và tiền công tại một nơi duy nhất trong cả năm thì sẽ ủy quyền cho nơi trả thu nhập quyết toán thay cho cá nhân này. Còn đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì cá nhân phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế và có thể ủy quyền cho một cá nhân khác nộp tờ khai thay. Vậy thì cụ thể là cái thủ tục quyết toán thuế năm 2020 thì có những cái thay đổi như thế nào ạ? Đối với thuế thu nhập cá nhân năm 2020 thì có nhiều thay đổi so với năm 2019. Cụ thể là mức giảm trừ gia cảnh đã được tăng lên, và mức giảm trừ đối với cá nhân là 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc là 4,4 triệu. Vấn đề thứ hai đó là về thời hạn nộp tờ khai quyết toán. Thì theo quy định cũ, thời hạn nộp tờ khai quyết toán là ngày 30 của tháng thứ 3 và năm tài chính tiếp theo. Nhưng mà theo quy định mới thì chúng ta được phép nộp tờ khai quyết toán thì là ngày cuối cùng của tháng thứ 4. Có nghĩa là chúng ta được gia hạn thêm 30 ngày đối với cá nhân tự quyết toán. Tiếp theo nữa đó là trường hợp nếu người lao động tự xác nhận, tự tính toán lại và tính ra số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm không lớn hơn 50 ngàn thì cá nhân đó được quyền không phải nộp tờ khai và không phải nộp thêm số tiền đó. Vậy thì anh có thể nào chia sẻ thêm về cái vấn đề mà khai báo điện tử như hiện nay hay không ạ? Hiện nay thì với hệ thống của Tổng cục Thuế đã cải tiến rất là nhiều, là chúng ta có thể lên trực tiếp trang web thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và kê khai trên đó. Thì thông thường nó sẽ có những cái bước cơ bản, đó là bước đăng nhập. Khi đăng nhập vào hệ thống thì các thông tin yêu cầu đó là mã số thuế và thứ hai là ngày cấp mã số thuế. Thì đối với các thông tin này thì người nộp thuế có thể tra cứu ngay trên hệ thống dựa vào số chứng minh nhân dân. Sau khi chúng ta đăng nhập được vào hệ thống thì chúng ta sẽ thực hiện bước quyết toán. Sau đó sẽ in tờ khai này và đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Khánh Duy trong ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, Oxford là một bộ từ điển tiếng Anh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Đều đặn hàng năm thì Oxford cũng luôn chọn ra cũng như là bổ sung những từ ngữ phổ thông mà thế giới đang sử dụng. Tiếng Việt hiện tại thì đang có được là 3 từ nằm trong dữ liệu của Oxford, và gần đây nhất đó là bánh mì, phở và trước đó là áo dài. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ đến với không gian của áo dài và cùng với người dẫn chương trình Kim Thảo tìm hiểu để có được những lựa chọn cho riêng mình, quý vị nhé. Thảo, khỏe em? Dạ, đợi em lâu không? Anh đợi cũng hơi lâu lâu một chút xíu thôi. Dạ thôi, xí xóa đi. Và kính thưa quý vị, bên cạnh Kim Thảo ngay lúc này đó chính là nhà thiết kế diễn viên Thanh Duy. Thì ngày hôm nay là Kim Thảo chắc là làm phiền anh Duy một chút để chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái tà áo dài truyền thống Việt Nam. Mình sẵn sàng. Sau 30 năm gắn bó cùng áo dài, cuối năm 2019, nhà thiết kế Sĩ Hoàng cùng các đồng nghiệp đã ra mắt Viện Nghiên cứu Trang phục Việt nhằm đóng góp vào hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa thông qua trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt. Ông cũng đã mở ra một trang mới cho thiết kế áo dài Việt Nam, đó là áo dài vẽ, đưa ngôn ngữ hội họa vào trang phục áo dài truyền thống. Với đam mê và năng khiếu vẽ, Thanh Duy là một trong những học trò vinh dự được đồng hành cùng ông từ những ngày đầu thành lập viện. Thành phố của chúng ta là khuyến khích đó, là tất cả mọi người là nên
giữ cái nét truyền thống này, mặc áo dài ngay trong lúc đi làm. Thì không biết là đối với những cái trang phục mà áo dài mà ứng dụng trong công sở thì chúng ta sẽ nên chọn chất liệu như thế nào ạ? Theo anh nghĩ là thì thứ nhất là chọn cái loại vải là chất liệu cô tông nhiều, tại vì vải bên ngoài là một cái làn da coi như là da thứ hai của mình để mình dễ thở, đúng không? Ví dụ như cái áo dài anh đang mặc nè, để chất liệu dễ linen, dễ nó cô tông nhiều. Linen. Tên linen nhưng mà nó cô tông rất là nhiều, thành ra mình mặc anh mặc rất là thoải mái, mặc có thể làm việc hàng ngày được. Mà nhất là cái thời tiết Sài Gòn mình là hơi nóng nữa. Rất là nóng mà kiểu dạng cái thời tiết nó nắng bị bức bí mà nó rất là hầm. Đúng rồi. Dạ. Chính vì cái hầm đó nên á mình phải may cái form dáng vừa phải, không rộng quá mà không ôm quá để mình dễ chịu, dễ cái xoay trở trong công việc của mình nữa. Những cái dáng form dài xung rộng thì nó có gọi là bị mất cái vẻ đẹp đường cong không ạ? Anh nghĩ mình chọn cái form vừa người mình, nghĩa là không phải rộng quá, nó vẫn tôn lên cái dáng của mình, như dáng Kim Thảo gì quá chuẩn rồi. Được khen như vậy thích quá quý vị. Hôm nay Kim Thảo gặp anh Duy và muốn mặc một cái chiếc áo dài nó bình thường, nhẹ nhàng, nhưng mà anh Duy chia sẻ vậy, cái vải nó cũng mát như một cái lớp da thứ hai để tạo cảm giác thoải mái, thì nên chọn như thế nào? Anh sẽ mời em chọn một số mẫu cho thích nha. Dạ, ví dụ đi. Mời em. Dạ. Áo dài thể hiện một phần tính cách của người mặc, cho vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng. Đây là một trong số ít những trang phục truyền thống đáp ứng được yêu cầu của thời đại và duy trì được bản sắc dân tộc, được chọn làm trang phục công sở. Khi lựa chọn vải áo dài thì chất liệu là một yếu tố vô cùng quan trọng. Với điều kiện thời tiết nóng, chất liệu được sử dụng nên là loại có tính co giãn tốt, độ mềm mịn cao, thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Các loại vải nhung, gấm, lụa nhúng có độ dày vừa phải, co giãn nhẹ sẽ phù hợp với dáng người của phụ nữ ở độ tuổi trung niên, mang lại sự dễ chịu, thoải mái cho người mặc, đồng thời cũng thể hiện sự trang trọng, quý phái. Với dáng người thanh mảnh thì chất liệu vải tơ tằm, lưới thêu hoặc vải lụa sẽ giúp cho vóc dáng đầy đặn nhờ độ bóng của vải. Ngược lại, họa tiết hoa văn chạy dọc thân áo từ cổ xuống eo sẽ tạo cảm giác dáng người thon gọn hơn. Wow. Không biết được là hoa mẫu đơn này là anh hay vẽ? Đây là anh vẽ bằng tay hết. Và từ cái nền áo nhờ bằng tay luôn, tất cả bằng tay hết. Kim Thảo thấy chi tiết là anh cũng xen kẽ những cái đúng hạt cườm. Đúng rồi, hạt cườm rồi đá lên những cái hoa cho nó lấp lánh thêm thôi. Nhưng mà Kim Thảo thắc mắc như thế này, khi mà một cái chiếc áo dài mà chúng ta thiết kế nhiều cái đường nét, nhiều bút mực như vậy thì cách bảo quản như thế nào, chẳng hạn như là áo dài bên đây? Về bảo quản á, thì cái chất liệu mà mình in á thì nó sẽ dễ bảo quản hơn, ví dụ mình giặt nó dễ dàng hơn. Còn dù về chất liệu vẽ bằng tay này phải nâng niu bằng tay luôn, những cái này là mình đi hấp. Và Kim Thảo cũng thắc mắc như thế này, tức nghĩa là chúng ta có rất là nhiều mẫu áo dài, nhiều màu sắc và nhiều cái đường hoa văn chi tiết, đôi lúc thì chúng ta cũng sẽ truyền tải những cái thông điệp về văn hóa, đúng không ạ? Đúng rồi, ví dụ đến những nơi công sở nên làm việc thì mình nên chọn màu sắc nhẹ nhàng, và những cái hoa văn họa tiết cũng là tối giản ít thôi, để cho công việc mình, ví dụ mình công việc bộn bề quá rồi mà nhìn hoa văn nhiều quá rối, cái bị rối thêm nữa, nên đơn giản là tốt nhất. Mấy cái hình này gọi là như thế nào? Này là kính dạng hoa. Kính dạng hoa. Thì không biết là anh Duy nghĩ như thế nào về một cái bức tranh mà cái cánh đàn ông á, họ đều mặc áo dài ngày thứ hai đầu tuần để đến công sở ạ? Anh đang tưởng tượng ra nghĩ nó rất là đẹp ha. Ví dụ như mình chọn áo nam đến công sở, hoặc là buổi chào cờ đầu tuần của các nam sinh. Áo dài có thể màu trắng hoặc là màu xanh, xanh đậm hoặc xanh nhạt nhạt á. Hoặc là những chàng trai công sở mặc áo dài xanh, xanh đen, xanh đậm. Anh nghĩ rất nó đẹp luôn. Và trang trọng nữa. Phụ nữ đã mặc áo dài rồi thì đối diện chúng ta là một người đàn ông, họ vẫn mặc áo dài đi làm để cảm thấy được là một cái sự tương xứng và một cái nét đẹp rất là đẹp của người Việt Nam của chúng ta. Và anh nghĩ một cái là mình mặc áo dài lên thì nó chỉnh lại cái dáng đi. Và cái điệu bộ và cái giọng nói, cái cử chỉ điệu bộ của mình và anh nói nó sẽ nhã nhặn và nó lịch sự nữa. Chắc đúng không anh Thảo? Dạ. Hy vọng rằng là sau khoảng thời gian mà quý vị khán giả cùng đồng hành với lại nhà thiết kế Thanh Duy và Kim Thảo, thì Kim Thảo tin chắc chắn rằng là quý vị sẽ chọn được cho mình những chiếc áo dài phù hợp để ứng dụng trong công sở một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Vâng ạ, thưa quý vị, Quang Huy nghĩ là dù ở độ tuổi nào, tà áo dài cũng có thể tôn lên nét duyên, và tà áo dài cũng được xem là chuẩn mực trang phục trong những ngày lễ Tết hay là dịp trọng đại. Mà áo dài cũng là một cách để chúng ta có thể giữ gìn truyền thống và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Và thưa quý vị, câu chuyện về tà áo dài cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau, được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 7:40 thứ ba trên kênh HTV9.